Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như bớt chút thời gian và Ngọc xem những cái video của mình đã đăng lên. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly chất lượng tốt với giá thành thấp nhất có thể, xin vui lòng liên hệ theo số máy trên tấm biển xanh 0368888479. Mình nhận giao hàng toàn quốc qua hình thức là chuyển khoản một lần hết hoặc là COD, tức là đặt cọc trước một ít đấy. Qua đơn vị vận chuyển Viettel Post thuộc lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Xin cảm ơn. Qua ngày hôm qua mình ngày lễ là dỗ tổ Hùng Vương thì mình có giảm giá lấy ra gốc thì có rất nhiều người, có hàng trăm cuộc gọi điện cũng như tin nhắn yêu cầu là lên sóng những cái âm ly cả tầm tiền đó hoặc là nhỉnh nhỉnh hơn một chút xíu để phục vụ coi như là nhân dân ở 63 tỉnh thành. Thì mình cũng tranh thủ công việc để mình lại lên sóng một con âm ly này, là cũng tầm tiền, gọi là cũng rất chi là dễ chịu, êm ái, nhẹ nhàng. Thế nhưng chất lượng thì khi mà em nó thốt lên lời thì đúng là ngỡ ngàng. Kính thưa quý vị và các bạn, một chiếc âm ly audio mắc spec 150 A cộng này. Đấy, nhưng mà cái này nó chỉ thiếu mỗi gmail.com. Đấy, cái này không nó thiếu nhá, đáng nghĩa nó phải có gmail.com thôi, nhưng cái này không có. Đấy, đây. Cái này là của thương hiệu Hải Audio, mình cũng chưa tìm hiểu là Hải Audio địa chỉ ở đâu. Thế nhưng mà nói chung là hàng cũng chất lượng. Đấy, đây, tem này này. Đấy, tem này nhá. Đấy. Cái nút này này, cái nút này là còn nguyên zin của nó, thế là mình không thay mới làm gì cả. Tại vì cái nút này có khi âm ly hỏng rồi mà nút chưa hỏng, nút nó tốt. Thế nên là kệ nó, để cái này trông cho nó cổ kính nhá. Mặt tiền thì nói chung là cái này là cái, nó sản xuất là cũng lâu lâu rồi, nên là nhìn trông là gọi là cũng mang cái tính chất gọi là cổ kính nhá. Bây giờ đi vào nội thất, nội thất xem nó ra làm sao nhá. Đây, từ trên cao là bắt đầu tôi lao đao xuống dốc sông Hồng. Kính thưa quý vị và các bạn, âm ly này sử dụng 4 sò Toshiba loại lớn một kênh, tức là âm ly này là âm ly 8 sò lớn nhá. Đây, mạch công suất có thương hiệu đây. Đấy, PA3 số 8 4 và Bluetooth. Đấy, ký Hải Audio. Đấy, mạch công suất còn zin văn nguyên. Đấy, quý vị nhìn thì biết điện trở xứ này, xong điện trở thường kia, nhưng mà điện trở công suất lớn nó to như thế kia thì làm sao mà nó cháy được, còn điện trở bé thì lại điện trở 5 vạch màu. Đấy, Hải Audio nhá. Đấy, còn nguyên zin. Đấy, 2-4 con sò Toshiba lớn nhá. Con này cái loại 12 sò bé mà cái hàng vơ vẫn đánh không lại con này, con nó đánh ghê lắm. Đấy, bên đây nữa này, bên đây cũng nguyên văn zin này. Đấy, cũng Hải Audio đây. Đây, đây. Hải Audio PA3 số 8 4 Bluetooth nhá. Bluetooth. Mọi người nhìn không, lại về đây. Thế tức là còn nguyên văn zin nhá. Đây, mạch nguồn 4 tụ lòng nguồn nhá. Đấy. Đây, sang về mặt tiền khuếch đại. Đó, cái này thì cái âm ly nào nó cũng như âm ly nào thôi, không có gì cả đây. Đây. Đấy, 3 số 8 Bluetooth đây này. Không có lai căng một cái gì cả nhá. Đấy. Nào, cái con này là cái con IC Echo này này. Con IC Echo này về vấn đề bản quyền. IC to nhá. IC này nó lại còn to. To hơn cả IC M50195. Đấy. Không biết là hay là con Anh của con 50195. Nhưng mà nó tẩy mất số rồi. Về vấn đề bản quyền đấy là nó tẩy mất số rồi. Thực tế không biết có hay hay không. Đấy, Hải Audio này. Đấy, đây là Hải Audio này.
tất cả quần hải audio hết nhá, không có lai căng một cái gì cả nhá. Đấy, có mỗi cái dây nguồn này là nó không ghi hải audio, cái dây nguồn này. Đấy, đây về đằng sau đây, âm ly này không có cầu chữ U nhá. Đấy, kính thưa quý vị và các bạn này, để mình biết đến đâu là mình sẽ nói đến đấy, không mua âm ly về hỏi cái cầu chữ U của tôi đâu. Âm ly này không thiết kế cầu chữ U AB này, chạy tuột vào mạch tiền khuếch đại luôn nhá. Đây tín hiệu vào đây thông qua cái rắc này chạy tuột vào phát kia ngay. Đấy. Đấy, không có cầu chữ U nhá. Đấy, công suất, mạch công suất, mạch công suất ăn tuột vào mạch này luôn nhá, chứ không chạy vào đây. Bình thường là nó chạy vào đây, nó thông qua cầu chữ U thì nó mới nối sang mạch master, nhưng cái này không có cầu chữ U nhá, không dùng, không thiết kế cầu chữ U. Đấy. Đây là quý vị lưu ý cho nhá. Đấy. Không có đường gia súc. Không có cầu chữ U, không có đường gia súc, có thế đâu. Nhưng mà đánh tiếng rất lực. Bây giờ mình mở lên cho mọi người xem nhá. Đánh tiếng rất lực. Đánh bát sâu. Công nhận là bát sâu mà 8 xò, nhưng mà nó do cái thiết kế mạch của nó, chứ không nhất thiết là phải 12 xò mới lớn nhá. Con này 8 xò đánh rất kinh, đánh đôi ra bát 30 kiểu đánh rất kinh luôn. Rồi. Volume này. Rồi. Volume này mới để có thế này này. Rất gì là lực luôn. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thay đó chung đây bạn đâu đâu sao. Bao nhiêu kỷ niệm qua bấm ngày thơ. Bạn trong nỗi niềm nhung nhớ. Niềm nhung nhớ có ai đi thương về trường xưa.
tình yêu thương, đẹp tình quê hương. Mai tôi về chúng mình đôi đường, giờ một phần thì ai lên đường ai vẫn thương. Mình thương, thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ xa đi vì nghe lời buồn quê hương, nhịp cầu yêu thương bao năm rồi vẫn còn đôi đường. Từ xa phố phường anh lên đường không vẫn thương. Hỏi anh bao nhiêu thu rồi, tin hương xa vời mơ ước gì với lòng trái sông micro nhá. Con này vang vọng của nó hay phết. Alo 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bây giờ mình lại tiếp tục lên hàng trên nhá. Đấy. Hàng nào cũng như hàng nào đều chạy hoạt động mượt mà êm ái, đưa ra chất âm ngỡ ngàng nhá. Quý vị nào mà coi như thế là huyết áp nó không bình thường thì nên chuẩn bị thuốc trước nhá. Đấy, không là bảo con âm ly trông thế mà khi mở lên là nó tụt huyết áp đấy, đừng có đùa. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nó vang vọng kiểu này là hát cà phê lắm đấy. Ăn một miếng trầu, gặp đem một miếng trầu, không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy cho nhau vừa lòng. Chầu này chầu tinh, ăn vào cho đỏ, ăn vào cho đỏ môi mình môi ta. Đấy. Yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt mắn liếc lại bằng ba đứng gần. Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được, ước gì ta được làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha. Đó. Anh về thưa với mẹ cha để đến thầy xem ngày nào thì rước nàng về dinh đấy, đúng không nào? Thôi thế, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của mình nhá. Đấy. Ai mà cái bụng ưng con này nhá thì hãy liên hệ với mình theo số máy 036 ở đây đây. Đây. À. 036 này. Đấy, 8888479 nhá. Đấy, ai ưng cái bụng thì hãy liên hệ với mình theo số này nhá. Đấy, thế xin cảm ơn tất cả mọi người. Giờ mình lại tiếp tục vào công việc.
để làm những cái con khác để đưa tới những người yêu audio ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chào thân ái. Merci.